Bà nhân đi ăn bánh canh 300k ở Sài Gòn và chơi lớn gọi tô giá gấp đôi. Ôi, ở đây á, mình bán bánh canh á, tô đặc biệt nhất là nhiều cô. 500 à, cô lấy cho con mắc hơn nữa đi. 700, ngon cho con nha. Cái súp ăn rất là vừa ăn cái gì cả. Ngon. Ngon, ngon. Ngon, ngon, rất là ngon. Cộng đồng mạng nhìn 700k với 300k mà y hệt nhau. Liệu ạ? Hả? Liệu ạ? Rẻ quá. Vẫn là cô bánh canh cua 300k với những ồn ào về giá tiền và một người vốn đam mê ẩm thực như bà Nhân làm sao có thể bỏ qua. Thay vì tô 300.000 đồng thì bà Nhân muốn nhiều hơn thế. Cô còn hỏi rằng ở đây tô lớn là bao nhiêu tiền thì nhận được cái giá là 500k. Nhưng với mức giá này vẫn chưa đủ khiến bà Nhân đã nơ, nên đã quyết đòi một tô lớn hơn với giá tiền 700k cho chồng người Nhật. Mình ăn tô 300k và trợ lý một tô 200k. Nhưng nhìn tô 700k của chồng YouTuber khiến nhiều người phải chấm hỏi, bởi vì so với mức giá này, dù được chủ quán giới thiệu là có những càng cua chất lượng nhất, thì vợ chồng Đức Nhân đếm được có 8 càng cua cùng loạt topping khác. Còn tô 300k của Đức Nhân thì chỉ có 4 càng cua, 2 bánh nổi cùng tôm và các topping khác. Nhưng với cộng đồng mạng thì tô bánh canh được cho là chỉ có kích thước to hơn. Còn về số lượng lẫn càng cua thì không đáng để có sự chênh lệch hẳn 400k như vậy. Nhiều người còn cho là tô 500k nhiều YouTuber thử đã cảm thấy hư cấu lắm rồi, huống gì đây lại là tô đắt hơn. Điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi còn chưa dừng ở đó. Với hương vị được cô đánh giá là nước bánh canh ngon, nêm vị vừa ăn cực kỳ luôn cả nhà ơi. Không chịu thua kém vợ, anh chồng người Nhật vừa thưởng thức vừa luôn miệng khen ngon, ngon, rất là ngon. Chờ cho tới khi anh xã chén sạch tô bánh canh, chỉ còn chừa lại một ít nước lèo thì bà Nhân mới đề cập tới vấn đề giá cả. Cô cũng hỏi ý kiến chồng về việc ăn một phần ăn đó với giá tiền 700.000 có đáng hay không. Anh Teru đã lập tức bảo là rẻ quá khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Bà Nhân còn chia sẻ với mọi người là đừng nghĩ mình vô là phải kêu tô đắt. Ai có điều kiện muốn trải nghiệm thì kêu tô có giá cao, chứ thật chất giá nào cũng có cả tô vài chục nghìn. Nhưng dù vậy, những nhận xét về món ăn của hai vợ chồng vẫn nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Từng ấy tiền ăn được rất nhiều món ngon, tự nhiên bỏ 700k ăn tô bánh canh cua, vẫn thấy đắt xỉu, 1 triệu đấy tôi nấu là cho cả làng ăn. Giàu mới ăn kiểu đó chứ nghèo thì không dám đâu. Người không có tiền như tôi thấy 700k phí nhà. Quán bánh canh toàn thị phi mà sao ai cũng ăn không biết. Ví dụ ghé mua ít có bị hàn học không? Thật ra 300k em đã thấy đứt ruột rồi. Nhưng mà chị ấy có tiền thì chị ấy thử thôi. Có gì đâu mà ý kiến, tiền của người ta mà. Ngoài ra, mức giá 700k chưa phải là tô đắt nhất ở quán bánh canh này. Vì trước đó đã từng có một YouTuber mua hẳn tô 1 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách, chủ quán phải dùng một cái tô chứa được khoảng 3 lít nước mới đựng vừa. Đầu tiên, bà múc bánh canh từ trong nồi bỏ vào tô. Tiếp đến, các loại topping bao gồm chả cá, tôm sú, giò gân và thịt nạc cũng lần lượt được thêm vào. Giá tiền gấp 3 lần so với bình thường thì phần thịt cua cũng phải gấp 3 mới chuẩn. Trước khi đổ 3 vá đầy áp thịt vào tô, chủ quán không quên làm nóng lại. Chứng kiến cả quá trình, người mua không nhịn được mà thốt lên trời ơi 3 vá luôn hả cô, coi cái tô kìa. Trong khi đó, bà L cũng khiến ai nấy bật cười khi cho hay tôi nói thiệt là cái tô này tôi bưng hỏng nổi. Thế nhưng so với mức giá 1 triệu đồng thì thật ra vẫn khiến nhiều người không hài lòng. Dù biết tùy khẩu vị và điều kiện của mọi người sẽ có cảm nhận khác nhau về món ăn này, nhưng quả thật quán bánh canh này chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Ian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!